Khánh Ngọc, bạn thân của em. Khánh Ngọc là một chuyên gia tâm lý và cũng là chủ của quán cà phê này. Em giới thiệu với anh nhiều rồi mà. Anh chào Khánh Ngọc. Vậy thì đã nói với anh nhiều về Khánh Ngọc rồi. Hai người làm quen đi nhé. Chào. Rồi. Chào. Cái này để đây. Tôi đi nha. Đi đâu? Hai người cứ nói chuyện. Ê, cái gì vậy? Nói đi. Thì tôi phải hẹn với trai khác chứ. Ê, tôi chưa đi nhà. Cố lên. Nhỏ này. Thư. Thư bạn em lúc nào cũng vậy hết. Tính của cổ là vậy mà. Ờ. Chào Ngọc. Chào anh. Quán này là của Ngọc luôn hả? Dạ đúng rồi. À quên, anh uống gì không để em pha cho. Thôi được rồi. Ngọc mở quán này lâu chưa? Em mở cũng hơi lâu lâu. Anh có nghe Thư nói là hình như là tất cả cocktail ở đây là Ngọc tự pha chế hết luôn. Dạ đúng rồi, cái gì dễ thì em sẽ để cho nhân viên pha. Còn cái gì mà hơi phức tạp thì một mình em pha. Em có riêng 50 công thức của mình. Wow. Ngọc giỏi dữ vậy hả? Cũng chẳng giỏi gì cả. Bởi vì trước khi mà mở quán thì em cũng đã đi học một khóa về bartender, pha chế này nọ. Vậy là chúng ta có chung sở thích rồi đó. Thiệt hả? Ở bên Mỹ thì anh có một cái quán cũng nhỏ nhỏ như vậy nè. Anh cũng tự pha chế luôn. Thật hả? Ừ. Nếu mà được á, Ngọc có thể cho anh pha chế một ly cocktail để làm quen với Ngọc được không? được quá. Nếu anh không ngại. Đi, okay. Mời anh. Uống lỡ có gì á, đừng cười anh nha. Anh có thể mời Ngọc được không? Đây. Nghe mùi rất là lạ đó. Mời anh. Mời. Rất là đặc biệt. Nó tên là gì vậy? Thật ra cái món này thì anh đặt tên nó là hoa hồng xanh. Hoa hồng xanh là Blue Rose. Wow. Nhưng mà Blue Rose thì có rất là nhiều công thức. Thật ra thì sau khi nói chuyện với Ngọc á, anh cảm thấy là kiến thức của Ngọc về cocktail là đa dạng lắm nha. Ngọc biết rất là nhiều. Đúng, như lúc nãy nói rồi, công thức á thì nó chỉ có công thức căn bản thôi. Nhưng mà tùy theo cái người biến tấu như thế nào thì lúc đó chúng ta sẽ đặt từng tên khác nhau. Hay, mời anh. Mời em. Em nhìn thấy là cũng giống như em pha rồi đó, không biết sao nha. Em thấy thế nào? Em không biết nữa, nhưng cái cảm giác á mà mỗi lần gặp anh được anh pha cocktail cho uống thì thực sự là mỗi lần mỗi cảm giác khác nhau. Ngọc nè. Thực sự cái ly cocktail này á anh dành rất là nhiều tâm huyết. Đối với anh nó rất đặc biệt. Em biết nó tên gì không? Nó tên là gì? Vị đắng tình yêu. Vị đắng tình yêu? Tại vì nó có một kỷ niệm với anh. Khoảng thời gian vừa qua á, có thể là ngắn thì cũng ngắn, nhưng mà đối với anh nó rất dài. Anh cảm thấy là hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là vì được ở bên Ngọc, được chỉ cho Ngọc cách pha cocktail. Anh rất là vui. Cảm ơn anh. Ngọc cũng rất vui nữa khi anh đã luôn ở kế bên Ngọc, động viên và chỉ cho Ngọc thêm nhiều công thức. Anh cảm ơn Ngọc nhiều nha. Người cảm ơn phải là em chứ, tại sao lại là anh? Khoan, nghe anh nói nè. Thật ra bên Mỹ á, anh là một kỹ sư. Anh không có chuyên pha về cái này nhiều đâu. Nhưng mà từ khi về Việt Nam, anh biết Ngọc, được chỉ cho Ngọc. Chỉ là khi tiếp cận Ngọc á, anh cảm giác là có người, cũng có thể là một người duy nhất tin là anh đã chọn đúng nghề. Cảm ơn anh. Ngọc. Chắc là cho nói thẳng nha. Anh nói đi. Hình như là anh bắt đầu thích Ngọc á.
đồng ý mình yêu của anh đâu. Mỗi lần được bên cạnh em để chỉ em pha chế, nó thành thói quen của anh rồi đó. Anh đã nguyện với lòng là anh chỉ truyền bí quyết này lại cho người anh yêu mà thôi. Anh yêu Ngọc. Nhưng mà Ngọc à, em xin lỗi anh.